chào tất cả mọi người. Hôm nay là mình sẽ quay cái cảnh mà mình đi cho bò ăn nước. Bây giờ cũng tầm 11 giờ hơn rồi, trưa nắng lắm. Mình phải bao bọc kỹ thế này, tại vì cái nắng của Ninh Thuận các bạn biết rồi, nó rất là độc, nó rất là nóng. Cho nên là phải bao bọc kỹ như thế này nè các bạn. Gió hơi to cho nên là hơi hồn, các bạn thông cảm ha. Vậy các bạn hãy theo mình để xem cái cảnh người dân miền núi ha. Mình sẽ review các bạn về cuộc sống chăn bò ở người Đắk Lây. Yeah, đi theo mình nào. Đeo thêm cái kiến cho nó, kiến này kiến chống nắng nha mọi người, chứ không phải là đeo cho ai đâu. Thực sự rất là nắng, đeo vô nó cảm giác nó trời rong rong rất là thoải mái, không sợ nắng. Bò mình không có được nhiều, có một hai con để nuôi chơi chơi thôi. Mình nó hay hút người lắm, mình phải cầm theo cái cây đó, mình cầm theo cây nó không dám làm gì mình. Nghe nó thấy không, cầm theo cây không dám gì làm. Cái này giống như là một cái gậy phép thuật vậy. Cột lại bò này là nó hay đi nhanh lắm, đi tháo mấy cái đi tháo với bò khác trước rồi nó phải tháo sau. Ok rồi, push. Đó, con bò nhà mình là nó không chịu được nắng nha mọi người. Không biết sao con bò nhà người ta thì cứ thả này, cứ cột ngoài nắng 11, 12 giờ thoải mái luôn. Không sao hết, nhưng mà bò nhà mình là cứ trưa mà cho nó uống nước xong nó sẽ chạy vô cái bóng mát, thấy không? Nó không chịu được. Tại vì nó cũng quen cái kiểu mà nhà của mình á,
nhà mình tập cái thói quen cho nó cứ trưa hồi trước cứ nắng là cứ cột nó ngoài bóng mát vậy nè, tại vì tội lắm, trưa nắng mà để nó ngoài trời thì tội lắm. Bò nhà thì có vài con thôi nhưng mà được cái con bò này, bò màu trắng này, bò cái thôi mà nhìn tướng như bò đực vậy á, nó hung lắm. Mình đi rồi mình phải cầm theo gậy, theo cây, chứ không là nó rượt mình. Em trai của mình thì được cái xiên, ngày nào mà mình bận á, thì nó đi mình luôn cũng được, mà nó được nó tính nó ngại tiếp xúc với lại đám đông, với lại là điện thoại đối diện camera thì nó cũng ngại luôn, cho nên là mình năn nỉ lắm nó mới chịu đứng cho mình quay nè. Mấy đứa em ở nhà của mình là nó điều trái ngược hoàn toàn với mình. Mình thì tự tin, năng động trước đám đông, trước ống kính. Còn hai đứa em ở nhà, em trai này em út, đứa em giữa em gái đều ngại hết. Không biết sau này có thay đổi gì không. Đây. Các bạn thấy là sau đây là sau này sau lưng mình đó là rẫy nhà mình. Nắng quá nó tội nó lắm. Trưa thì cho nó uống nước, xong rồi cột nó vô cái bóng mát, nó nghỉ ngơi. Đó, cũng giống như người mình thôi. Con nào chả biết mệt đúng không các bạn? Đó. Thôi bây giờ xong rồi đi về thôi, biết sao giờ. Ha. Bye các bạn. Chúc hẹn các bạn trong những cái tập tiếp theo ha.